Rồi, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Công Cụ Nhật Giá Rẻ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người khoảng 28 mã, thì trong đó có là 7 mã lẻ và 21 mã combo á. Thì hôm nay những cái mã này thì từ mã lẻ tới combo thì mình đã mài bán hết rồi. Cái này cái mày mình siêng mài lắm, tại vì mình cái này cũng không có làm gì, giao cũng ít nữa mà về bán. Thôi mình chịu khó mình mài bán cho mấy bạn thích hơn nha. Có nhiều bạn thì khi mua về thì nhiều khi mài thì nó không có chuẩn ha. Những cái mã này thì mình cũng đã bao phí vận chuyển cho các bạn ha. Các bạn chỉ trả đúng cái phần trên các sản phẩm mình bán ra ha, không còn lăn tăn phí vận chuyển ha. Thì các bạn nào chốt chắc ăn thì mình chốt giùm mình ha, để khỏi mất công chuyển tới chuyển lui ha. Thì hàng bán nó thật sự thì mình cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh từ lúc bán hàng tới giờ. Thì nó thật sự là cái hàng lượng hàng mà gọi là lên hàng bơm thì nó cũng rất là ít, chỉ một số bác thì có khả năng là hơi lăn tăn, thì có những cái nó chuyển tới chuyển lui thôi chứ thực sự không có nhiều ha. Mình cũng rất mừng vì cái điều đó, nhưng mà nói chung là mình cũng hạn chế ha. Chứ như vậy thì bởi vì mình lời mẻo dữ lắm rồi, mình không có cái công mua về, công vệ sinh là công mài, cái vệ sinh không có bao nhiêu mà cái mài nó mới cực. Vệ sinh không bao nhiêu là ý mình nói về vệ sinh cho nó sạch thôi, còn vệ sinh mà các bạn muốn để một cái lưỡi dao mà nó nổi vân hoặc gì đó thì rất là cực. Cái đó mình nói thật, mình không có làm cái chuyện đó được. Mình giả sử nè, giả sử như con này đi, cái con này cái vân rất đẹp nè. Cái này mà mình bỏ công mình chà khoảng cái buổi trời thì sẽ lên được cái vân này còn đẹp hơn nữa, nhưng mà mình làm chuyện chi cái chuyện đó các bạn. Các bạn để, các bạn trưng bày thì các bạn để, bị vì sao mình nói thật lòng, khi mình làm các bạn làm vậy á thì khi các bạn xài xài một lần hai lần á là đầu nó cũng đen cũng vàng y vậy. Có nhiều cái kênh, có nhiều nơi người ta bán, người ta đánh cái con dao ra nó bóng lưỡng lên, nó bóng gương lên luôn, nhưng mà thật ra là gì, các bạn xài được một lần hai lần thôi thì nó cũng ố lại thôi, chứ đâu có thể sẽ bóng vậy hoài được. Như mình làm chuyện đó thôi, nếu mình mua về mình trưng bày thì được ha, chứ mình mua xài thì cái đó nó không cần thiết lắm, mình nhìn cho nó đã con mắt lúc đó thôi, chứ về sau thì nó cũng không có còn, không còn giữ được cái bóng đó nữa. Rồi thôi thì bây giờ mình đi vô test con đầu tiên ha. Những hàng của mình thì những hàng tiễn thôi, mình bán cũng giá cũng vừa tầm, vừa các bạn dễ sưu tầm mà mình cũng có một chút lợi nhuận trong đó ha. Con đầu tiên ha, đây là con đầu tiên ha. Con đầu tiên là một con Hiromoto. Hiromoto ha, có hình con ngựa ha. Ba lớp ấp không nghĩ lỗi là VG ha. Hiromoto cán bằng gỗ bắc ca, khâu kim loại ha. Ba lớp ấp không nghĩ lỗi VG10. Cái vân của nó rất là đẹp ha. Đó, vân của nó nè, dán lộn nữa rồi. Con số 1 ha. Video mình là video 71 nè. Các bạn chốt thì chốt 71 gạch 1 giùm mình ha, để mình đóng hàng cho nó đúng cái mã bạn chọn ha. Thì chiều dài con này là 180 bản 46, dày là 1 đi 6 ha, mình bán 600 ha. Hiromoto ha, cán còn rất là đẹp ha. Các bạn mình thấy mình đánh bóng là cái cán nhìn nó bóng 7 ha. Cái vân còn rất là bén nha. Con này thì quá nổi tiếng nè, mấy con Hiromoto hình con ngựa nè.
Rồi 600k ha, 70 71 1 600, 71 2 ha. Là một con cai, cai này thì cái dòng này là cái dòng mà mình rất lâu lắm mới có gặp cái dòng này nha. Rồi cái con này chiều dài lưỡi là 162 bản 47 ha, dày là 2 ly ha, cán gỗ nha, cán gỗ rất là đẹp. Cái đường con là 3 lớp nha bạn, mà cái đường vân 3 lớp của nó là con này làm rất là lạ nha, nó làm vậy đó, làm mẹo chơi đó, bên đây cũng vậy nè. Con này là Santoku nha, nó bóng gương luôn ha. Đó, cài ha. Ba lớp ốp không rỉ, lõi không rỉ nha. Con này là lõi 2 carbon, chất lượng cao, nó tương đương với VG đó. Cái 2 carbon của cai phát triển thì khỏi chê. Nó trong này thì nó có cái phần này các bạn nhìn kỹ nè. Đó, ngay chỗ phần này nó có một cái vườn viền, đó là cái khúc rèn dao nha. Cái khúc mà người ta tôi giữa hai cái phần nhiệt độ cao và cái cán á, thì nó sẽ làm cái lớp nhâm vậy thôi, chứ nó không phải là nó rỉ sét hay là nứt gãy gì nha. Mình nói rõ cho mọi người biết ha, để mọi là an tâm mua ha. Thì con này rất hiếm trên thị trường nha, hàng này hàng mới thì giờ nó cũng khó, rất là khó tìm. Hàng mới con này nó khoảng rơi vào 2 triệu 9 ha, 2 triệu 8 mấy á, 2 triệu 9 gần 3 triệu. Chiều dài 162 bản 47, dày là 2 ly ha. Mình bán hàng thì mình chuẩn chỉ đâu đó mình quay cho nó rõ để mọi người xem cho nó dễ ha. Con này thì mình cũng đã mài rồi ha. Nói chung là giờ mình mài hết cho mọi người luôn, về chỉ xài thôi ha. Rồi 71 gặp 2 ha, 600 ha. Bảy mốt gạch ba là một con cai luôn, cai này là cai ba lớp lõi VG luôn ha. Con này thì nó mình nói VG đó là 2 carbon, nó bị cái hàng cai nó che phát triển cái 2 carbon nó là tương đương với VG đối với cái dòng dao đắt tiền này nè. Con này thì nó nếu mà hàng mới một lần mình có bán á, hình như mình cũng còn đó chứ mình bán 900 là con mới á. Là con này nè, đó, con cũ này bán 420 ha. Con này cũ nhưng mà này nó qua sử dụng, nhưng mà cái đường vân hamon nó cái như gần như mới nè, bạn thấy nó tương đương nè không. Mình chưa không có lấy con mới, các bạn muốn so sánh thì bạn coi mấy cái video trước mình quay con mới, thì cái đường hamon nè, cái đường hamon này là nó bằng với cái đường hamon của con mới luôn đó. Có nghĩa là con này không có xài nhiều. Bản 47 là các bạn biết rồi đó ha, bản 47 dày 21 mình bán 420.000 ha. Chiều dài lưỡi là 165 bản 47, cán thì ok ha. Cái con cai mình bán nó cũng không được như vậy đó bạn. Cái con cai mình bán mình nhớ lại rồi, cái con cai mình bán là cái chữ nó giống như mấy chữ in chứ không phải chữ gì. Con này là cái hàng mà chữ nó đóng gì, con này là còn cao cấp hơn nữa. Mình hơi nhầm nè, mình nói mình thấy là nó không đúng nè, chỗ này nè. Cai nó có mấy dòng nè, cái dòng mà nhập cho thị trường Việt Nam mình nó thường là nó chữ in ha. Chữ in như thế này nè, hoặc là chữ in như con cai vừa rồi đó. Còn con này là chữ đóng ha, đóng lúng vô luôn nha, chữ khách á.
Mắt Enzaben ha. Cái mắt Enzaben 420k nha. Đó, để ngọt ha. Cái lưỡi giấy này nó hơi trong 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 cái mép nó hơi khó tép. Đấy. /4 là một con 3 lớp ớt không nghỉ lõi của VG ha. Con này lõi nó vẫn còn nha. Con thấy nó còn ha. Lõi nó vẫn còn á. Mình thấy cái HR Hammon nó vẫn còn mà vâng 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 đó ha. Cán thì ok luôn. 3 lớp lên tới trên ha. Con này thì chiều dài lưỡi nó là 175. Bản 44. Dày 1 ly 7 ha. Con 71 gạch 4 rồi bán 390. Để có phí vận chuyển luôn ha. /390 / 71/5 mình bán 480k. Con này là con Damacat mà không biết sao trong này nó có nghe cái tiếng gì, nó giống như là nó có cái lục lạc ở trong gì á, không biết nó thiết kế gì hay sao mình không biết ha. Damacat nha, 37 lớp lõi là thép Thụy Điển nha. Thì mình bán con này là 480 nha. Cán là cán phun kim loại luôn nha. Chiều dài là 169, bản là 44, dày 1 ly 8 ha. Bán 480. Còn thứ 6, 71/6. Con này nó hơi lạ nè. Con này nó hơi lạ. Con này là con của Đức nha. Con này của Đức, con này thì nó mình biết rằng nó hết sản xuất rồi. Con này nó chỉ có hàng cũ thôi. Con này nó cái tên nó là gì, Woodward gì nè. Thì con này là thép của Đức nha. Một lời thép của Đức. Thép Thyssenkrupp gì nè. Là của Đức nha. Và cái con này thì nó được làm bằng công nghệ là đóng băng á. Nó luyện bằng công nghệ đóng băng. Nó có chữ nè. I-Hair-Net gì nè. Là công nghệ mà luyện băng cứng á, đóng băng cứng á, cứng hơn á. Nó giống như mấy con, cái cách luyện của mấy con mà hàng cao cấp của thép SG2 á. Thép bột á ha. Thì con này chiều dài lưỡi là 180, bản 45, dài 21, mình bán 350. Con này thì cán này gỗ nè. Gỗ gì mình không biết. Chắc bắt ca quá, dân này bước bắt ca thôi. Dày 21 ở trong này ha. Chiều dài là 180.
bán 350 nha, 71/6. Bể mốt gạch 7 là một con này cũng của Đức luôn. Con này là của Solizen nè. Thì con này thì chữ đỏ nha, dòng chữ đỏ thì nó thường nó cao cấp hơn cái chữ đen. Cán cũng đẹp luôn. Cán đẹp ha. Chữ thì mình không dám chà các bạn. Mình chà vô thì mình sợ nó bị mất chữ, mình không hay ha. Mình cho các bạn về chà nha, bạn thấy ưng thì để, còn không ưng thấy kỳ kỳ thì bạn chà luôn cũng được, một chà thì nó bay thôi, vậy thôi. Chữ in nó vậy á. Để mình nói cho một số bạn mà cứ lăng tăng cái vụ mà chữ in này là hàng không phải hàng xịn ha. Con Đức mấy con này là hàng in hết, và chà cái nó phát là nó bay à. Chiều dài con này 170, bản 49 là bản cũng đủ nha. Dày 1.8 ha. Bản 49 là bản dày khá, kể như là muốn đủ luôn đó. Mình bán 350 nha. Mình lấy giấy mình test ha. Số 7 nha. Đấy là hết cái bộ ha. Hết giao lẻ ha, giờ tới giao combo nha. Giao combo. Thì hàng combo mình đây là mình cũng đã mài hết rồi. Thì hàng combo mình không có ghi thông số cụ thể, bởi vì nó nhiều quá mình không có ghi ha. Với lại mình mua hàng combo thì mình biết là nó cũng nhiêu đó thôi. Vòng vòng có nhiêu đó thôi. Rồi, đầu tiên là combo thứ nhất là combo thứ 8 nha. Bắt đầu combo thứ là đầu tiên là combo thứ 8. Thì mình bán 500. Thầy tính ra 250 con đi, mình đến bình quân vậy cho dễ nha. Đầu tiên là một con thép không rỉ nguyên cây ha. Con này thì cán khâu đúc ha. Khâu đúc cán thì cán lưỡi thì cái khâu nó không dính vô, khâu đúc ở ngoài thôi ha. Ở đây nó được đổ keo ha, keo của cán luôn á. Con này thì chiều dài lưỡi nó là 165 ha, bản là 47 ha, dày khoảng ly 8 ha, cán nhựa nha. Con thứ hai là một con Santoku, cán đúc nguyên khối luôn ha, khâu đúc nguyên khối với cán với cái chui dao ha, với lưỡi dao ha, cũng cán nhựa nha. Thì con này thì cái chữ nó đây nè, mình vệ sinh nó bay mất tiêu rồi, nó giống như con kia đó, nó còn dễ bay hơn con kia nữa. Thì con này chiều dài nó là 165 ha, bản cũng là 47 ha, dày cũng khoảng ly 8 ha. Mình mài cái em mình mài mục đích đó để cho sau này mình thấy mình mài cho các bạn biết sao. Thứ nhất là con dao nó chỉnh, nhiều khi á mình nhìn trên hình á. Nếu mà các bạn mua những cái loại dao mà dao chưa vệ sinh, chưa mài á, thì nhiều khi các bạn nhìn sơ qua có những con nó sẽ bị mẻ ha. Nhiều khi người ta cũng bán, người ta chưa có nói hết hoặc là quên nói gì đó, thì các bạn về các bạn mua thì nhiều khi mà còn mẻ thì các bạn mài rất lâu và rất là cực ha. Và nhiều khi mài xong thì cái chuẩn phơm không biết nó còn không nữa. Thì mình sau này mình thấy thôi, để mình mài luôn, mình đầu tư máy mình mài cho các bạn cho nó dễ ha.
Thật sự thì mình cũng mài máy thôi, chứ mài tay mà các bạn biết cái mài tay mà mài đá thì biết chừng nào nó xong, nó thật cái chuyện đó luôn ha. Các bạn ví dụ như các bạn là mua bái man đá về hay mài nhà một vài con thì còn mài, chứ mà nếu mà mài một cái đống như vậy mà mài tay thì không bao giờ mài được. Mài rất là khó nha, tại vì dao mình là dao mẻ, dao cùng tùm lum hết trơn, dao rỉ tùm lum chứ không phải là dao mà nó bình thường. Nói vậy để các bạn hiểu ha. Để mình làm được con này thì nó đã qua nhiều công đoạn lắm rồi. Thôi mình test dao ha. Nói miên man chút cho các bạn nghe biết. Mình mài thì cũng tới 1000 thôi là dữ lắm, mà 800 với 1000. Chứ mình cũng không có mài hơn nữa, bởi vì mài hơn nữa nó không có thời gian. Bị mài máy thì cũng tới đó là cùng à. Rồi số 8 à. 500. Số 9 nè, cũng 500 luôn. Gồm hai con ha. Đầu tiên là một con này, con Nakiri không rỉ nguyên khối nha, cán đẹp nha. Chữ nghĩa đầy đủ ha. Con này thì chiều dài lưỡi nó là 165, bản là 40, gần 44, 43 rưỡi á, dày cũng khoảng 1.8 nha. Cán gỗ bắc ca ha. Con thứ hai là một con Gyoto ha. Con này là của hãng Aken ha. Thép là molybdenum vanadium, con này nặng khá đầm tay ha. Khâu thì khâu kim loại đúc liền ra đây là cái cán vô tới đây luôn. Con này là một cán rất đẹp ha. Cán gỗ ha. Cán này các bạn chà đánh bóng lên nữa là nổi lắm luôn. Thì con này chiều dài lưỡi nó là 162 ha. Bản là 47 nha. Dày thì nó khoảng 3 ly á. Khoảng 2 ly 8, 3 chưa tới 3 ly. Con này thì cũng đã mài rồi ha. Rồi hai con này ha, 500k ha. Giờ hàng bãi, giờ mình Việt Nam mình hết rồi nha bạn. Kể như là nó muốn hết luôn đó. Bảy mươi mốt gạch nồi cũng là hai con ha, cũng là 500. Chồng mình có hai con ha, một con là ba lớp của cây, một con là nguyên khối ha. Thép molybdenum ha, mavaladium. Thì con này chiều dài nó là 167, 168, bản là 46 rưỡi, gần 47 luôn á, dày khoảng ly 8 ha. Con này thì khá đẹp ha. Chốt kim loại, khâu kim loại, cán nhựa, chốt nhựa ha. Cây này cây 3 lớp nha. Cây này thì nó nằm lớp lên tới khoảng tới đây thôi, chứ nó không lên tới sống lưng ha. Con thứ hai là một con Gyoto dài ha, con này chắc 20 quá. 20 bạn, 20 ha. Bản là 40, bản nó là khoảng 43 nha, 43, dày khoảng 1 ly, dày khoảng 2 ly à. Con này dày khoảng 2 ly á,
Cán là cán gỗ nha, gỗ bắc ca. Nó có ta cái cán gỗ của nó có màu quá chị, nhìn bên hai màu khác nhau. Rồi, hai con 500 ha. Tính ra 250 một con ha. Các bạn mua mà con chừng khoảng 200 đổ lại á thì các bạn về các bạn mài thì bỏ công ra thì nó cũng 50.000 rồi. Vệ sinh nữa thì mình thấy là giá mình bán cũng khá hợp lý ha. Mà 500 200, cái như 250 cho mình bổ đầu vậy đấy ha. Hàng mình thì mình đã có phí vận chuyển rồi, các bạn khỏi lo bao mình bao phí vận chuyển, các bạn khỏi lo cái phí vận chuyển ha. Rồi 71 gạch mời cũng hai con ha, hai con là một cũng một con ba lớp và một con nguyên khối. Mình nói một con nguyên khối này trước đi ha. Con khối này con rất là mới nha, cán cái như là con này như chưa sử dụng luôn á. Con này Nhật nó quên xài luôn á mọi. Con cán cái gỗ này gỗ bắc ca đỏ nè. Chữ nghĩa đầy đủ ha. Khâu kim loại ha. Mặt bóng lưỡng nha. Ý là mình không có chà, không có gì hết trơn nha. Hàng mình là mình tuyển cho đẹp mình mới bán. Quên đo ha. Chiều về lưỡi là 169 nè. Bản là 48 47 ha. Vậy khoảng ly 6 ly 7 ha. Khoảng ly 8 hơn ly 7. Còn con này ha thì chiều dài lưỡi là 1667. Bản là 47, dày cũng khoảng ly 7. Con này 3 lớp nha. Con này thì cán trên này nó hơi nứt một tí xíu ha. Mà không đến nổi nha, còn chắc cứng thừ à. Cai nha. Cai Japan. Các bạn mua cai thì bạn xài thì yên tâm, bởi vì hàng Nhật ở bển người ta còn xài cai mà. Nhật của bạn còn xài dao lỗ lỗ, dao thứ này nè. Mình đây thì mình về đây thì khi mình ít trộn ha. Nhật người ta còn xài dao thứ đó đó. Rồi thôi mình test giấy ha. Rồi 71 gạch 11 ha, 500. Nay mình có mở cho nhạc nó tí tách nghe cho nó du dương cho vui ha. Không biết có bị bắt bản quyền không thì không biết ha. Mình thì mở cho nghe vui chứ không phải mình để mở nghe nhạc. Chắc YouTube không đến nổi mà nó bắt đâu. Bắt cái mắc công mình đi quay lại video nữa. Rồi 70 gạch 12 là 500 ha. Mình cũng hai con ha. Đầu tiên là một con này là con 3 lớp ốp không rỉ lỗi là VG ha. VG ha. Cán đẹp nha. Cán này mình chưa đánh bóng á, bởi vì hàng combo thì mình không có dọn nhiều ha. Đánh bóng nó thì đẹp lắm. Chiều về lưỡi 165 ha. Bản là 43 ha. Về khoảng ly 7 ha. Con thứ hai là một con
Nakiri, chiều dài lưỡi là 165. Bản 48, dày cũng khoảng ly 6, ly 7. Bán nha. Là gì mới? Đó. Đó. Rồi. 12 ha. Tự nhiên 250 con nữa đó ha. À. 71 gần 12, 500. Gần 13 ha. Mình bán 408 ha. 408 là những con nó hơi nó, mình thấy nó không có được đẹp bằng, hoặc là nó không phân thương hiệu nhiều thì mình giảm xuống ha. Thì con này thì hai con ha. Con này mình bán 500 cũng được, em thường bán 408. Một con cai nguyên khối ha, thép molybdenum vanadium ha. Con này thì chiều dài nó là 168. Bản 48 ha, con bản đủ á. Con này nguyên khối luôn ha. Chiều dài lưỡi là 168 luôn. Bản là 44. 46. Dày khoảng ly 7. Hai con ha. Con này thì cán gỗ luôn nha. Con này con cai thì cán nhựa ha. Rồi hai con ha. Con này thì chữ đây ha. Rồi, 13 ha, 71 gần 13, 408. Con nghe cái con này nè, cái con này là con đứt một người nha các bạn. Hai con cán vuông nè, con Nakiri này là con đứt một người nha. Đứt một người. Con tiếp theo là con số 14. Gồm hai con ha. Một con Gioto cán gỗ khâu nhựa nha. Cái gỗ này nó có hơi nứt nhẹ đây ha. Dưới đây nó cũng có hơi nứt nhẹ nữa. Thông rỉ nguyên cây, chữ nghĩa đầy đủ ha. Cái gì cao cấp nè, để chữ cao cấp không biết. Chiều dài lưỡi là 180 nè, 81 luôn á. Bản là 44 ha. Về khoảng 1 ly 7 ha. Con thứ hai là một con này nó giống như cai nè, con này cũng sa cai nè. Chiều dài lưỡi là 165 nè. 165. Bản là 48. Dày khoảng 1 ly 8 nè, con này cũng khá dày nha, con kim loại nha. Hai con này 450. Thank you.
71 14 ha, 450. Bảy mốt là 15, 450 luôn. Thì gồm hai con ha, hai con lớn rồi hai con nhỏ nè. Đây một con cai ha, một con cai cán gỗ mắt Isaban, con này nguyên khối. Một con cai này là cai cây bách ti cũng nguyên khối luôn ha. Rồi con này mình test nha, ổ mình đo nha. Con này chiều dài lưỡi nó là 165, bản 48, dày khoảng ly 8. Con này thì chiều dài lưỡi nó là 12.2, bản là 29, dày khoảng 1 ly 1, ly 2. Mình đã mài bén hết rồi. Hai con nha, 450. Thôi mình giảm con này xuống đi. Giảm 400 đi ha, bán cho các bạn dễ mua đi. 15 là 400 nha. Hai con này cũng ngon nữa nè. Một con là con này là con nguyên khối Santoku, nguyên khối mài một mặt tay phải, bên đây không có mài nha. Con này nó có chữ nè mà nó bị bay rồi, bên đây còn nè, bên đây còn thấy chữ nha, đây còn thấy chữ M, còn chữ do nét in. Cái hãng này là mình không có đọc được nha, nhưng mà mình có một cái cảm nhận là hãng này nó mài ngộ lắm. Cái mặt bên đây là hàng Santoku hoặc là hàng gì Nakiri gì cũng vậy chứ, là nó hơi xước vậy đó. Thấy cái nó xước vậy không, cái vân nó vậy đó, nó làm giống như là nó có vân vậy đó. Con này lưỡi chắc 165 quá, 160, bản là 45, bản 45, dày khoảng ly 7. Con thứ hai là một con lóc, một con thái lưỡi dài nha. Con này chưa sử dụng nè, cái gỗ rất đẹp. Con này thì nó dùng để thái mực, thái cá là ngon lành lắm. Này, có cái hình cái đầu người, không biết con này ở đâu nữa, không biết hãng gì. Con này cũng khá lạ nha. Ted Moridium Validum Nhật Bản nha, có chữ da băng nè. Hình cái đầu lâu, cái đầu người á, không phải đầu lâu nha, hình người. Không biết phải hình người không ta, mình thấy giống hình người lắm. Hình người ta chắc ông chủ quá. Con này thì chiều dài lưỡi nó là 23 nha, bản nó khoảng 41, bản 41 chắc 40 thôi. Dày cũng khoảng 1 ly 7, khoảng ly 6 chứ không tới ly 7. Mình đã mài bén chơi này ha.
giấy mà nó giấy mà tét hơi là nó khó tét vậy đó. Con này là nếu mà có bã thì mình sẽ xử lý lại thêm ha. Đó thì hai con này thì 450 ha, 71 gạch 16. Con này hơi đặc biệt ha, con này em chưa tới 250 con ha, tại vì nội mà ví dụ như 450 thì là tiền ship mình là hết 40 trong đó, còn có khoảng 41 à, 41 có 210.000 con chưa tới nữa. 205.000 con. Các bạn mua một con 200.000, chưa tới 200.000 mà dễ bạn phải mài. Rồi, 17 nha. À, 71 rồi 17 400 gồm hai con nha. Một con thì mất chữ nha. Chữ nó bị bay các bạn. Một con thì con này cai mới tinh ha. Con này thì chiều dài lưỡi nó là 162. Bản là 46, dày khoảng ly 8, con này khá dày ha. Cán này là cán cán nhựa nha, nhìn kỹ là cán nhựa. Khâu là khâu dính liền với lưỡi. Con này thì khâu ốp bằng kim loại. Con này thì chiều dài lưỡi nó là 145. Bản là 43. Dày khoảng 1 ly 7. Cai ha. Cai này con này còn rất là mới nha. Mình hàng mình vừa hàng tuyển mà vừa hàng hàng chuẩn nha. Chuẩn chỉ nha. Mình để cái giấy cái trên cái bàn, mình mở cái quạt cái nó bay hoài. Bây giờ nãy giờ mình gián đoạn cái vụ lụm giấy. Mùa này nực quá các bạn ơi. Quá hầm. Chưa có cơn mưa nữa. Chị à, nguyên bộ này là 400k ha. 17. Số 18 cũng 400 luôn ha. Đầu tiên là một con Santoku lưỡi 145. Bản là 40 bản là 43 nha. Dày khoảng gần 2 ly á, con này khá dày ha. Cán gỗ đẹp nha. Con này là thép không rỉ nguyên cây của hàng Sunrad nha. Sunrad là một cái hãng cũng nổi tiếng nha. Thép không rỉ nguyên cây stainless steel. Con thứ hai là một con cai ha. Con cai. Đây cai ha. Bạn có thấy không? Isaben ha, cai ha, cán nhựa nha. Mà con này nó có cái hình hoa văn rất là đẹp đó, hình hoa văn đó, hình ngôi sao cái này nè. Con đây cũng vậy nè, mà con này là ba lớp lên tới sống lưng luôn nè. Này mua cho các chị em xài là hợp lý ha, màu tím rồi ha. Rồi, con này mình đo luôn ha.
tính test rồi, chiều dài là 168, bản 48, dày khoảng ly 8 ha. Đó, bén cực kỳ ha. Sân ráp rồi 71 18 400 ha. Mười chín 400 luôn ha. Một con này sâu đúc liền ha, chữ cũng bay rồi. Chiều dài lưỡi là 165, bản 47, về khoảng 1.7 ha. Con thứ hai là một con Gioto của Đức nha. Một phần người nha. Trán gò, trán nhựa. Ở sau này có một cái chui nhựa ha. Gioto này chắc 180 quá. 180. Bản là 41, dày khoảng ly 9 ha. Con này nãy đo rồi đúng không? 165, 167, bản 48, dày khoảng ly 7. Rồi, hai con ha. 400k. Mấy con này mà nó còn chữ là mình sẽ bán lẻ, tại vì nó mất chữ thôi mình bán combo. Mình bán theo tình trạng giao á, chứ chất lượng thì khỏi bàn rồi. Giao người Nhật thì quá chuẩn chỉ rồi. 71 gạch 20, bán 400 luôn ha. Một con cai 3 lớp và một con đứt luôn ha. Con cai 3 lớp này mình nó còn mới lắm, nhưng mà mình không bán ấy được do nó nứt cái đây nè. Nó nứt cán nhẹ đây ha. Nó vẫn còn chắc nha. Đây nó cũng có nứt một tí. Cái nhựa ha. Ba lớp lên tới trên luôn rồi. Thấy chưa? Con này chiều dài là 180 nè. Bản là 43, dày khoảng 2 ly á. Con này khá dày á. Con thứ hai là cũng Gioto luôn. Sao mình gom hai con này Gioto không đây? Này cũng đứt một người nè, cán nhìn gỗ nha, bắt ca nha. Con này chiều dài cũng 180, bản là 39 nè, gần bốn á, kể như 4 cũng được đó. Chiều dài khoảng 1.7 ha. Giấy bắt đầu nó khó ấy. Nó cong mép cho mình test không được.
71 20 400. Gặp 21 400 luôn, cũng hai con ha, một con cai ba lớp và một con nguyên khối ha. Con cai ba lớp này là cái lớp này là nó lớp nửa nha, cái loại mà nửa lên nửa dao á. Con này chiều dài nó là 165, bảng là 30 43. À con này lên tới trên luôn nha mọi người, ba lớp lên tới trên luôn nha. Cai nha, dày khoảng 1.9 á, 18. Còn con này nguyên, con này thì khâu kim loại thôi chứ không phải nguyên khối. Con này chiều dài là 168, bảng 47. Con này cán gỗ nè, con này sản xuất tại Trung Quốc ha. Con này sản xuất Trung Quốc thôi, mình bớt cái giá. Con này còn con này mình bớt còn 350 nha. $350,000 ha. $71,000 to $21,000. $71,000 to $22,000. Mình bán 308 nè. Một con này là một con Đức, Betty của Đức nha, Đức hai người đàng hoàng nha, Đức hai người. Đức hai người ha. Chiều dài lưỡi là 10 15, bảng là 3, về khoảng ly 8. Con này tại sao mình bán combo, do là cái cán nó xấu, cái lưỡi nó cũng không được đẹp nữa, cái lưỡi nó cũng bị sừ nhiều quá, mòn nhiều quá. Combo ha, cán ha. Con thứ hai là con cai khâu kim loại ha, cai này còn thì con này còn bán, con này mới tinh nè. Lưỡi rất là bóng bẩy, mình không dám chà ở đây nè. Chiều dài lưỡi là 168, bảng là 47, dày khoảng ly 7. $380 ha. $71,000 to $22,000, 71 gạch 22, 358. $71,000 to $23,000, 308 luôn.
hai con ha, một con cai, một con ba lớp ghiêu tô ha. Con ghiêu tô ba lớp này cán gỗ ha, cán chốt đồng nha, ba lớp, ba lớp lần sống lưng luôn nha. Chiều dài lưỡi là 20, bản là 38, dày phan ly 7. Con này thì 168, bản 47, 48 luôn, 47, dày phan ly 7. Cán nhựa khâu nhựa ha, chốt kim loại, khâu kim loại, chốt nhựa. Con này thì chữ hai mặt luôn nha. Con này là thủ công nè. Ghiêu tô thủ công. 380. Ngày mình bán 400 cũng được, mình bán 380. 23 nha. 24. 300. Gồm hai con ha. Một con cai, con này cai nguyên khối, con này màu ba lớp, Betty, con này không biết Betty hay ghi to nữa. Con này khá dày ha, mài một mặt bên tay phải nha. Con này chiều dài lưỡi là 168, bản là 44, về khoảng ly 7. Con thứ hai cán gỗ, con nó sống lưng luôn ha, ba lớp, 170, bản là 36. Con Betty rất là dày ha. Tết nha. Rồi, con này chữ đây nha. Đây thì không thấy chữ, chữ đây. Dày tới quá dày luôn, con này dày khoảng chừng 2 ly 8, 3 ly. Rồi, 300 ha. Con này mình bán trên 300 cũng được, thôi lỡ đi. Bảy mốt gạch 25, 350. Trời, đụng vô chảy máu, đụng chảy máu, đụng cái cạnh của nó. Đầu tiên là một con Betty dài 14, bản là 35, dày khoảng 1 ly rưỡi. Con này cán nhựa nha, hai carbon. Còn con này là con đề ba châu Âu nha, không rỉ nguyên cây. Chiều dài là 150, 147, bản là 50, bản 52, 51. Tay phải nha, khuôn kim loại luôn, khuôn kim loại luôn ha. Chữ bên đây thì bay rồi, còn bên đây thôi.
Rồi hai con này ha, 350 nha. Các bạn muốn mài thì mình mài thêm con này lại những gì, tại vì nhiều khi mình mài gấp mình bán nó cũng chưa thực sự ưng ý. Nhiều khi cái giấy nó có giấy dày giấy khác rồi mình bật tát thì nó thấy nó không được ngọt. Nhiều khi lúc mình tát nó thì con giấy nó cứng. Rồi 25, 71 và 25. Con này mình 25 này mình bán 300 luôn đi cho nó dễ luôn nè. Giảm luôn nè. 300 ha. Hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám là ba bộ loại 208, mà loại này là nhiều cây ha, 4 cây ha. Thứ nhất là một cây chống dính full kim loại ha, 2 carbon ha, chiều dài là 168, bản là 44. Con thứ hai chiều dài là 20, bản là 43, dày khoảng ly 7, con này thì khoảng ly 6. Con thứ ba là một con này thì cán nó bị hư cán, cán nó bị nứt, nhưng mà nó là mới chát chưa sử dụng, 2 carbon nha. Nó chữ ở đây mình vệ sinh nó bay à. Chiều dài lưỡi là 185, bản là 43 42, dày khoảng ly rưỡi. Con này là con mà mạ ấy, mạ carbon, mạ titan, chiều dài lưỡi là 170, bản 40 42, dày khoảng 1 ly 6. Con này mình cũng đã mài hết. Một con, hai con, ba con, bốn con. Mình test ít ít đi cho đỡ hào giấy. Quá hào giấy rồi. Đấy, 208, bốn con bao ship cả như 60.000 con, 64, 24, 40.000 tiền ship mình chịu đó. Các bạn mua chỉ có 60.000 con nè. Cũng vậy luôn ha, 4 con, mã 28 nha, 71 và 28. Con này chiều dài lưỡi là 169, bản 45, dày khoảng ly 7, một mặt tay phải. Con này thì hai mặt, chiều dài lưỡi là 170, bản 46, dày khoảng ly 7 luôn. Con này hai mặt nha, không rỉ nguyên cây. Con này cũng vậy luôn ha. Con này Kyoto nè, con này giống của Kia dữ lắm luôn á, tại chữ đây còn thép này thép gì thì chắc không rỉ. Chiều dài lưỡi là 179, bản 45, dày khoảng ly 2. Con này hơi mỏng. Con này thì chiều dài lưỡi 160, bản 40, 41, về khoảng 1 ly. Con này tên bên Nhật xài nhiều lắm nha.
cái con mà tráng này nè, con này còn nguyên là chưa xài, nó trong còn màu tráng nè, nó đổ màu vàng á. Này là không rỉ nguyên cây nha, có logo trên này nè, không rỉ nguyên cây. Dĩ mới dĩ thì cái mặt cạnh trên thì mình test nó dễ. Rồi 4 cây ha. Sáu chục ngàn cây luôn, 4 cây 280. Bốc lộn cái 28 chiếc này, 27 nè. Mình 27 chưa có làm mà là 28. Rồi, 4 con luôn nha. Thì con này là một con, con này con dạng như là Gyuto nhỏ. Chiều dài lưỡi nó là 140-150. Bản là 36. Dày khoảng ly 6, cán nhựa khâu kim loại. Con thứ hai là một con thép full kim loại nguyên cây. Chiều dài lưỡi là 160. Bản 45. 46 luôn. 45 à. Chiều dài khoảng ly rưỡi, ly 6. Còn thứ ba chiều dài lưỡi là 20 luôn, 200 luôn á. Bản 41 40 dày khoảng 1 ly 3 ly 4. Con này hơi mỏng, cán nhựa. Con này full kim loại, chữ đầy nghĩa đầy đủ. Chiều dài lưỡi là 165. Bản là 46. Về khoảng ly 8. Hai cây nha. Mấy gì khác? Này nếu mà bạn ấy thì mình sẽ mài lại thêm ha, lúc bạn chốt quá thì mình sẽ mài lại thêm cho nó chưa được ngọt lắm đó, mình mài là phải như vậy nè, nhẹ tay vậy đó. Rồi sáu bốn cây ha, 280 27 nha. Rồi bữa nay thì mình có nhiêu đây thôi, mình không có thêm nữa, để mình mài thêm thì đợi video tiếp theo ha. Rồi các bạn thích mã nào thì các bạn cứ chốt cho mình ha. Thì video mình tới đây thì kết thúc, thì mình cũng xin chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các video tiếp theo.